Mọi người ơi, có một vấn đề này mình muốn chia sẻ trong quá trình nuôi con ạ. Nhà mình thì có hai em bé sinh đôi thì mọi người cũng biết rồi đấy. Đứa này ốm là đứa kia cũng ốm chen ốm theo luôn. Nhà mình cũng vậy. Cậu anh viêm phế quản thì cũng là lúc cậu em bắt đầu ho luôn. Anh thì biểu hiện khá nặng nên mình cho đi thu cúc khám và uống thuốc luôn. Còn em thì chỉ ho và ho không biểu hiện gì khác nên mình cũng chủ quan, cứ để cho con ở nhà theo dõi. Được cái cô cậu chả quấy khóc gì hết, vẫn nghịch ngợm vui đùa, thậm chí là cái hôm mình cho đi khám vẫn còn vui như Tết, hết xin ăn xong lại lững thững đi chơi trong viện. Nhìn thì ai nghĩ là đang ốm đâu nào. Ấy thế mà nhá, lúc đi làm các xét nghiệm xong xuôi, bác sĩ đọc kết quả bảo là viêm họng. Cái này thì mình cũng đoán được vì ho nhiều thế cơ mà. Viêm phế quản, ôi bắt đầu hơi bất ngờ rồi đấy, vẫn như thế mà viêm phế quản rồi. Khúc này mới sững sờ này, viêm tai giữa ứ mủ. Trời ơi, đã chuyển biến viêm tai giữa rồi ư? Chỉ vì cái bản tính láu táu ham chơi chẳng quấy khóc của cô cậu mà mẹ chủ quan, con ho tận 15 ngày mới cho đi khám. Cuối cùng thì lây lan viêm nhiễm sang cả tay giữa mất rồi. Sau vụ này chắc chắn mẹ chùa rồi, phải cho con đi khám sớm hơn. Chứ cứ thấy con vẫn chơi, vẫn ăn mà để con ở nhà chả khác nào hại con. Thương con đấy không biết. Cũng may, lúc cuối ngồi lại với bác sĩ. Chắc bác hiểu cảm giác áy náy của mẹ khi cho con đi khám muộn hay sao mà bác cũng vẫn rất nhẹ nhàng giải thích về bệnh trạng của con, tư vấn về cách dùng thuốc, động viên xoa dịu mẹ nên mình cũng thấy nhẹ nhõm như phần nào. Thôi, rút kinh nghiệm cho những lần con ốm sau các bố mẹ nhé, đừng có chủ quan như mình, hãy cho con đi khám ngay khi thấy con có dấu hiệu bệnh nha.